Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sa Thầy Giả. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa các Phật tử, ngày hôm nay bắt đầu chúng ta sẽ vô tu tập trong vòng 6 ngày tuần hoàn. Thì Đức Phật có dạy cho chúng ta, đối với cư sĩ chúng ta, thì Đức Phật dạy chúng ta tu tập thì chúng ta phải có ba loại trí, đó là trí văn, thứ hai là trí tư, thứ ba là trí tu. Khi chúng ta có trí tệ thì chúng ta tu tập, chúng ta mới đạt được hiệu quả tốt. Nên đến với đạo Phật thì Đức Phật không cho người cư sĩ chúng ta tin bằng một cách mù quáng. Và Đức Phật có dạy rằng sau này khi mà Đức Phật viên tịch Niết Bàn thì Đức Phật dạy chúng ta phải lấy giáo pháp của Đức Phật để làm thầy, để nương tựa nơi giáo pháp. Và Đức Phật dạy rằng cho dù cái vị đó là một vị hòa thượng, hay là một vị thượng tọa, hay là một vị trưởng lão tỳ kheo, nếu mà vị này có trình bày thuyết giảng thì các ông chớ có vội tin và chớ có vội bác bỏ, và các ông phải suy xét từ lời và so sánh với kinh điển. Nếu mà vị thượng tọa đó, vị hòa thượng đó, vị trưởng lão tỳ kheo đó thuyết giảng đúng với pháp và lực của Như Lai thì các ông theo đó mà thực hành. Thì đối với cư sĩ chúng ta cũng thế. Khi mà chúng ta đến với Phật giáo thì chúng ta phải có niềm tin, nhưng mà niềm tin của chúng ta phải có trí tuệ. Vì sư thấy rằng ở Việt Nam chúng ta thì đa tôn giáo, nhiều tư tưởng, nhiều cái quan điểm. Nếu mà chúng ta không có sự suy xét để chúng ta tìm hiểu, so sánh với kinh điển, và chúng ta đụng đâu chúng ta tin đó, thì cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ không được tốt đẹp. Vì lẽ đó mà hôm nay sư muốn hướng dẫn các Phật tử chúng ta về cái phương pháp tứ niệm xứ. Thì trước khi mà sư hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta tu tập về phương pháp tứ niệm xứ đó, thì sư sẽ thuyết trình trong bài kinh tứ niệm xứ để chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam, chúng ta y cứ và chúng ta có cơ sở để chúng ta so sánh. Và khi sư hướng dẫn các Phật tử chúng ta thì Phật tử chúng ta phải cần suy xét coi cái lời dạy của sư hướng dẫn đến Phật tử có đúng với kinh điển hay không. Nếu mà đúng thì chúng ta thực hành, nếu mà lời dạy của sư nó không phù hợp với kinh điển thì Phật tử chúng ta có thể bác bỏ và chúng ta không thực hành. Thì đây khi mà chúng ta hiểu rằng chí văn ở đây tức là chúng ta phải nghe từ lời dạy của Đức Phật, và khi mà chúng ta có nghe, chúng ta hiểu đúng với lời dạy của Đức Phật tức là chúng ta có chí văn. Khi chúng ta có chí văn thì đó chúng ta suy gẫm lời dạy của Đức Phật, khi đó chúng ta có chí tư. Và khi chúng ta có chí văn chí tư rồi đó, khi đó chúng ta ứng dụng, chúng ta tu tập, chúng ta sẽ đạt được chí tu. Nên đến với Phật giáo là chúng ta phải có ba loại trí. Thì giờ này sư sẽ buổi sáng đó, sư sẽ thuyết trình về cái bài kinh tứ niệm xứ, những cái nào cần thiết sư sẽ trích dẫn thuyết cho người cư sĩ chúng ta, và sau đó sư sẽ hướng dẫn cái cách chúng ta tu tập như thế nào gọi là tu tập tứ niệm xứ. Thì trong bài kinh Trung Bộ Kinh, bài kinh số 10, bài kinh Sa Tý Bát Thanh Á Xuất Tăng, tức là bài kinh niệm xứ Trung Bộ Kinh, và bài kinh số 22, bài kinh Trường Bộ, bài kinh Maha Sa Tý Bát Thanh Á Xuất Tăng, tức là bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì sư sẽ thuyết giảng trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ trong Trường Bộ Kinh, và cho người cư sĩ chúng ta hiểu về cái bài kinh tứ niệm xứ mà Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta tu tập như thế nào.
Thì một thời Đức Thế Tôn Ngài trú tại xứ Cú Rú. Đó tại Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo, và các tỳ kheo văn đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, diệt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chiếm ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Đó là bốn niệm xứ. Thì đó là cái sơ khởi của bài kinh Tứ Niệm Xứ. Sư sẽ trình bày, sẽ chia sẻ cho Phật tử chúng ta nắm một phần nào cái bài kinh này, rồi chúng ta sẽ tu tập theo bài kinh Tứ Niệm Xứ trong chung bộ kinh, bài kinh số 10 và bài kinh trường bộ kinh, bài kinh số 22, bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì đây Đức Phật dạy chúng ta rằng, Đức Phật mới dạy rằng đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì con đường độc nhất trong chú giải có giải thích có năm cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất, con đường độc nhất, nếu mà chúng ta đi theo con đường này, và con đường này không có ngã rẽ, chỉ là một con đường thẳng, nếu mà chúng ta đi theo con đường Tứ Niệm Xứ thì chúng ta sẽ được giải thoát sanh tử luân hồi. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất, và chúng ta hiểu rằng Đức Phật dạy rằng đây là con đường độc nhất. Cái ý nghĩa thứ hai, con đường độc nhất đó, tức là cái con đường này chúng ta đi chỉ có một mình chúng ta. Chẳng hạn về các Phật tử chúng ta đi vô các thiền viện hay là ngôi chùa, chúng ta có một cái hội chúng chúng ta tu tập, nhưng mà trong cái hội chúng đó nhiều người như vậy, thì chúng ta phải hiểu rằng những người xung quanh chúng ta không thể nào có thể ban cho chúng ta trí tuệ hay là chánh niệm hay là cái sự hiểu biết. Mà trong lúc mà chúng ta hành thiền, chúng ta chánh niệm đó, chúng ta niệm thọ, niệm thân, niệm tâm hay là niệm pháp, thì trong lúc này chỉ có một mình chúng ta cảm nhận được cái đối tượng đó, và chỉ một mình chúng ta có thể nhận thức được cái bản chất của danh và sắc này là vô thường như thế nào, khổ như thế nào, vô ngã như thế nào. Tức là con đường này chúng ta đi chỉ có một mình chúng ta, tự chúng ta cảm nhận và tự chúng ta sẽ nhận biết được điều đó. Nên cái nghĩa thứ hai, con đường độc nhất đó, tức là chúng ta đi đơn độc có một mình chúng ta, tự mình cảm nhận, tự mình trải nghiệm và tự mình sẽ hiểu biết về cái vấn đề đó. Cái nghĩa thứ ba, con đường độc nhất là gì? Tức là cái con đường này mà Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời, tự Ngài khám phá, và không có một sa môn bà la môn nào có thể tự khám phá ra con đường đó. Và con đường độc nhất là chúng ta hiểu rằng cái nghĩa thứ ba đó, tức là cái con đường mà bậc tối thượng, tức là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Ngài đã khám phá ra con đường này và Ngài đã đi theo con đường này, Ngài giác ngộ. Và sau khi Ngài giác ngộ, Ngài cũng khai triển thuyết pháp trình bày cái con đường này, và những đại tử của Đức Phật cũng đi theo con đường này mà có thể chứng được Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì cái nghĩa thứ ba đó, con đường độc nhất đó, là chúng ta phải hiểu là con đường Đấng Tối Thượng đã khám phá và Ngài đã thuyết giảng cho chúng sanh. Cái nghĩa thứ tư, con đường độc nhất đó, tức là con đường này nếu mà chúng ta tu tập đúng theo và đi theo con đường này thì chúng ta sẽ đạt đến mục đích, mục tiêu của chúng ta, đó là Niết Bàn, và không có con đường nào khác nữa. Và cái ý nghĩa thứ tư, con đường độc nhất ấy, là con đường này nếu mà chúng ta chịu tu tập đi theo con đường này
thì chúng ta sẽ diệt được tham sân si và chúng ta sẽ đạt đến bất tử. Thì chúng ta phải hiểu rằng trong kinh mà Đức Phật dạy, đây là con đường độc nhất, là chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa là như thế. Trong chú giải có giải thích trình bày để người Phật tử chúng ta hiểu được cái ý nghĩa kinh. Và kế đến nữa, Đức Phật dạy rằng đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Thì trong đời sống của chúng ta, chúng ta là một phàm phu, thì chúng ta luôn luôn bị tham, bị sân, bị si, bị phiền não chi phối chúng ta. Chúng ta sống đầy dẫy những cái phiền tối, tham sân si. Thì khi mà chúng ta thực hành tính niệm xứ, tức là chúng ta quán sát thân, thọ, tâm, pháp. Thì khi chúng ta quán sát thân, thọ, tâm, pháp, thì trong lúc đó chúng ta có chánh niệm, trí tuệ, thì tạm thời phiền não sẽ bị lắng động và không có chi phối tâm chúng ta. Tâm chúng ta trở nên yên tĩnh. Thì đây chúng ta hiểu cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy rằng đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh là như thế. Hiểu rằng chúng ta luôn luôn bị đau khổ, tức là chúng ta luôn luôn bị sầu não. Chẳng hạn như là những cái tâm, nhất là cái tâm sân của chúng ta đó, nó làm cho cái tâm chúng ta không được an tịnh. Chúng ta lo lắng, chúng ta bồn chồn, chúng ta sợ hãi, chúng ta thất vọng, tức là làm cho chúng ta phải sầu não. Thì chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta thực hành cái phương pháp tứ niệm xứ này, tức là chúng ta sẽ là tạm thời sẽ loại trừ những cái sự sầu não đó. Rồi lại nữa, Đức Phật giải tiếp rằng đó, tức là khi mà chúng ta thực hành cái phương pháp tứ niệm xứ, tức là chúng ta sẽ diệt trừ được khổ thân và khổ tâm. Thì ở đây chúng ta đâu phải hiểu rằng đối với phàm phu của chúng ta thì có hai cái nỗi khổ, tức là khổ thân và khổ tâm. Còn đối với bậc thánh A-la-hán thì các ngài không còn khổ tâm nữa, nhưng mà thân các ngài vẫn còn khổ. Tại vì cái thân này do cái quả nghiệp quá khứ, do cái nghiệp tạo quá khứ. Bây giờ các ngài có ngủ quẫn, các ngài vẫn còn bị già, bệnh chết, các ngài vẫn còn bị đói, bị nóng, bị lạnh, vẫn còn khổ thân. Nhưng mà tâm các ngài đã hoàn toàn giải thoát. Tức là đối với bậc thánh A-la-hán thì chỉ còn có một mũi tên thôi. Tức là cái mũi tên mà nói về đâm vào thân á, tức là các ngài vẫn còn cái thân ngũ uẩn này nên các ngài vẫn còn đau khổ. Còn cái thân sắc uẩn này nên các ngài vẫn còn đau khổ. Còn đối với chúng ta thì chúng ta bị hai mũi tên nó ghim vào thân và tâm, tức là chỉ cho thân và tâm chúng ta khổ thân và khổ tâm. Thì ở đây đó, cái phần dạy khi mà chúng ta tu tập tới niệm xứ thì chúng ta sẽ giống như những bậc thánh A-la-hán. Thân chúng ta tuy rằng chúng ta bệnh, chúng ta khổ, nhưng mà tâm chúng ta không có khổ. Giống như giờ chúng ta không có tu tập tới niệm xứ, khi chúng ta bị bệnh hay là chúng ta bị đói, bị nóng, bị lạnh, thân chúng ta cảm giác những cái sự thống khổ đó, tâm chúng ta bắt đầu sân hận, u sầu, chúng ta bực mình, chúng ta khó chịu, chúng ta sợ hãi. Thì những cái tâm đó thì thuộc về phiền não, thì chúng ta thấy rằng chúng ta khổ cả thân và tâm. Thì khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chẳng hạn giờ cái đau sanh khởi, thân chúng ta đang khổ, nhưng chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận cái đau đang diễn ra, mà tâm chúng ta vẫn bình thản đối với cái đau. Cái đau trở thành đối tượng và chúng ta không có nghĩ rằng cái đau là của ta. Và khi đó chúng ta quan sát, tâm chúng ta vẫn bình thản, cái đau đang diễn ra, và chúng ta nghĩ rằng cái đau này không phải của tôi, là tôi. Thì cái đó chúng ta không có khổ tâm. Thì đây, khi mà chúng ta muốn được như vậy, tức là chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ để chúng ta không còn khổ tâm nữa. Nên đây chúng ta phải hiểu là Đức Phật dạy là khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, tức là chúng ta diệt trừ khổ u. Rồi kế đến nữa là Đức Phật dạy rằng thành tựu chánh trí, tức là khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta ghi nhận thân, thọ, tâm, pháp, thì trí tuệ của chúng ta lâu ngày nó sẽ phát triển, nó thấy được thân này là vô thường, khổ vô ngã, tâm này là vô thường, khổ vô ngã. Chúng ta thấy được tất cả pháp vũ vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cái gì vô ngã thật sự không phải của ta là ta, khi đó chúng ta sẽ nhàm chán. Và khi chúng ta có trí tuệ, hiệp thế chúng ta nhận thức được ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, khi đó trí tuệ siêu thế sẽ sanh khởi, tức là bát chánh đạo, và chúng ta sẽ đạt được niết bàn.
Hiện nay chúng ta hiểu cái ý nghĩa Đức Phật dạy rằng thành tựu chánh trí, tức là cái trí tuệ hiệp thế. Chúng ta nhận thức được tất cả pháp hữu vi là vô thường, khổ vô ngã. Trí tuệ siêu thế tức là chúng ta nhận thức được, chúng ta cảm nhận được niết bàn, để chúng ta diệt tham sân si và chúng ta không còn sanh già bệnh chết nữa. Thì Đức Phật mới dạy rằng chúng ta tu tập con đường này đó, tức là chúng ta sẽ thành tựu chánh trí. Và kế đến nữa Đức Phật dạy rằng giác ngộ niết bàn, tức là niết bàn thuộc về diệt đế. Khi mà chúng ta đạt được niết bàn, tức là chúng ta sẽ chấm dứt cái sự tái sanh luân hồi, chúng ta không còn bị sanh già bệnh chết nữa, không còn sầu bi khổ nữa, cô não nữa, chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ được giải thoát. Thì cái bài kinh khởi đầu mà Đức Phật có dạy chúng ta cần phải hiểu. Đức Phật dạy rằng đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Rồi tiếp tục Đức Phật dạy rằng thế nào là bốn? Ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chí ngự thâm mưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự thâm mưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự thâm mưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Thì hôm nay sư sẽ hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta tu tập về tâm quán niệm xứ. Nên sư nghĩ rằng cái thời gian thì nó có hạn, nên sư chỉ thuyết giảng về cái tâm quán niệm xứ. Còn buổi chiều đó có thời gian thì sư mới có thể giảng thêm ba cái niệm xứ, đó là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Và trong 6 ngày chúng ta thực hành đó, sư cũng sẽ từng tự sẽ thuyết trình trong những cái pháp có liên quan đến cái phương pháp Phật tử tu tập. Chẳng hạn chúng ta phải hiểu về năm uẩn như thế nào để chúng ta biết cách chúng ta ghi nhận về năm uẩn. Rồi sư sẽ trình bày về bát chánh đạo, thất giác chi, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn ngũ lực hay là tứ diệu đế. Và sư sẽ trình bày những cái pháp nào có sự liên quan hỗ trợ trong cái việc thực hành tứ niệm xứ, sư sẽ chia sẻ cho toàn thể Phật tử. Thì bây giờ sư sẽ trình bày về cái bài kinh tâm quán niệm xứ. Thì Đức Phật mới dạy rằng ở đây vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời. Thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, tức là chúng ta lấy tâm làm đối tượng để chúng ta quan sát. Và ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải hiểu quán tâm trên tâm là chúng ta phải cần hiểu rằng trong lúc mà chúng ta chánh niệm, chẳng hạn như tâm tham, tâm sân, tâm si, hay là tâm vô tham, tâm vô sân, tâm vô si, hay là tâm tán loạn, tâm suy nghĩ, hay là tâm hôn trầm, thì những tâm này là cái đối tượng chúng ta quan sát. Vậy cái gì đang biết những cái tâm này, tức là có một cái tâm khác nó biết được những tâm này. Thì chúng ta hiểu rằng nếu mà chúng ta là cái hành giả tức niệm xứ thật thụ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng chỉ có tâm này đang biết tâm kia, chứ không phải là tôi đang biết tâm tham, tôi đang biết tâm sân, hay là tôi đang biết tâm si, hay là tôi đang biết tâm thiện, tâm vô tham, hay là tôi đang biết tâm vô sân, hay là tôi đang biết tâm vô si, hay là tôi đang biết tâm hôn trầm, hay là tôi đang biết tâm tán loạn. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng tôi đang biết đó, thì cái đó nó thuộc rơi vào cái vấn đề tà kiến. Thì trong lúc này chỉ có tâm này đang biết tâm kia. Thì Đức Phật mới dạy rằng ở đây vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, tức là tâm này sẽ làm đối tượng cho tâm kia. Là trong lúc này chỉ có danh pháp nó đang vận hành, nó đang làm việc thôi, chứ không có tôi ta, đàn ông đàn bà, không có anh có chị, có ai trong đó hết. Và chúng ta tu tập tứ niệm xứ, đầu tiên chúng ta phải có một khái niệm đúng đắn như thế, tức là chúng ta có chí văn đúng rồi đó. Khi chúng ta có chí văn đúng thì trước sau gì chí tu cũng có thể phát sanh đến với chúng ta. Nên đây chúng ta hiểu rằng Đức Phật dạy rằng ở đây vị tùy kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác. Thì nhiệt tâm ở đây tức là chỉ có sự tinh tấn. Thì trong lúc mà chúng ta muốn có chánh niệm thì chúng ta phải có sự siêng năng, nỗ lực
đi, đứng, nằm, ngồi hay là trong lúc mà chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống thì chúng ta phải luôn luôn cố gắng để chúng ta quan sát những cái đối tượng, tức là tâm của chúng ta. Thì khi mà chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực như vậy đó thì mới giúp cho chánh niệm chúng ta mỗi ngày có sự sắc bén hơn, vững chãi hơn, và cỡ đó chúng ta mới thấy được cái bản chất của danh và sắc là như thế nào. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm sắc bén điêu luyện như vậy, và tại nó sẽ hiểu rằng trong lúc này chỉ có tâm, chỉ có, tức là chỉ tâm nó đủ duyên, nó sanh, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, giúp cho chúng ta sẽ đạt đến một cái trí tuệ sắc bén mà xưa giờ chúng ta chưa từng có. Thì sự tinh tấn ở đây là chúng ta phải hiểu rằng cái sự siêng năng, nỗ lực để tâm chúng ta được phát huy chánh niệm cho nó vững và để cho tuệ chúng ta nó phát sinh. Rồi kế đến nữa, Đức Phật dạy chúng ta đó là phải chánh niệm. Thì người cư sĩ chúng ta đó, tu tứ niệm xứ, thì chúng ta phải hiểu như thế nào là chánh niệm. Và nếu mà chúng ta chưa hiểu chánh niệm thì chúng ta không thể tu được. Cho dù chúng ta là một hành giả niệm thân, niệm thọ, hay niệm tâm hay là niệm pháp, thì chúng ta phải hiểu như thế nào gọi là chánh niệm. Thì chữ sa tí á, trong cái dự pháp có đề cập sa tí á, gọi là niệm. Niệm á, thì nó thuộc về thiện. Chẳng hạn như trong lúc mà người cư sĩ chúng ta làm phước, chúng ta bố thí, nó thuộc về niệm chứ không phải thuộc về chánh niệm, chúng ta nhớ. Và khi mà chúng ta cố ý chúng ta giữ giới cũng là niệm. Trong lúc mà chúng ta tu tập thiền chỉ, chẳng hạn như là chúng ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, hay là chúng ta niệm trong những đề mục như là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hay là trong lúc mà chúng ta đang nghe pháp như thế này đó, mà chúng ta chưa biết tu tập tứ niệm xứ, chúng ta nghe pháp mà tâm thiện sanh khởi, thì cái tâm thiện nó cũng không thuộc về chánh niệm, chỉ thuộc về niệm thôi. Thì chúng ta phải nhớ, tại vì trong Bát Chánh Đạo đó, sau này sẽ trình bày cho các Phật tử chúng ta hiểu như thế nào gọi là Bát Chánh Đạo. Và trong Bát Chánh Đạo rất còn dài như thế nào gọi là chánh niệm. Đó là vị tỳ kheo niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Như vậy mới gọi là chánh niệm. Còn ngoài những cái cách mà chúng ta khởi tâm thiện khác thì nó chỉ là niệm chứ không phải là chánh niệm. Chánh niệm mà chúng ta phải hiểu rằng sammasati thuộc về chánh niệm. Khi mà chúng ta ghi nhận được thân, thọ, tâm, pháp trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì khi đó chúng ta sẽ trực nhận bằng cái sự chánh niệm đó, chúng ta biết, để lâu ngày để chúng ta nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã, nên chúng ta hiểu. Thì ở đây Đức Phật mới dạy chánh niệm là chúng ta phải hiểu niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì bây giờ chúng ta tu tập chánh niệm là gì? Tại vì trong đời sống của chúng ta đó, người cư sĩ chúng ta phải hiểu mỗi ngày chúng ta sống bằng tham, bằng sân, bằng si. Chẳng hạn khi chúng ta thấy cảnh sắc, tâm bất thiện nó vẫn biết được đối tượng. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta thấy cảnh sắc, cảnh đẹp thì chúng ta biết bằng tham, cảnh xấu thì chúng ta biết bằng sân. Cảnh thì có thể là không đẹp, không xấu và không có gì đắm nhiễm lắm, chúng ta nhìn một cách bình thản thuộc về si. Và khi chúng ta nghe cũng vậy, chúng ta nghe khi cái âm thanh nào và chúng ta thấy người khác khen chúng ta, hay là tiếng nhạc, tiếng chim hót, tiếng suối chảy, lá reo, chúng ta cảm thấy thích, thì khi đó cái tâm nó vẫn biết được cái tiếng động đó, cái âm thanh đó, thì cái biết đó bằng tham chứ không phải biết bằng niệm. Khi người khác chửi chúng ta vẫn biết, vẫn nghe, thì cái biết, cái nghe đó, tâm nó đang biết nhưng mà biết bằng sắc. Và có những lúc mà chúng ta biết, chúng ta nghe mà chúng ta không có sự hiểu biết, mà chúng ta biết bằng si. Và khi chúng ta ngửi mùi cũng vậy. Chẳng hạn giờ chúng ta ngửi những cái mùi thơm, nước hoa thơm hay các loại hương thơm đó, thì chúng ta ngửi cái mùi đó, cái gì đang biết cái mùi hương đó, tức là tâm, nhưng mà tâm tham nó biết bằng tham. Chúng ta ngửi cái mùi thối thì cái đó tâm nó cũng biết, nhưng mà biết bằng sắc. Chúng ta biết bằng sự khó chịu. Và mùi mà chúng ta biết, chúng ta không có hiểu biết đó, là biết bằng si. Và khi chúng ta ăn cũng thế. Chúng ta ăn, chẳng hạn khi chúng ta lên bàn ăn, chúng ta ăn các thực phẩm, các món ăn, cái món ăn nào hài lòng đó, thì chúng ta cảm thấy thích. Chúng ta biết chứ, chúng ta biết ngon chứ, thì cái biết nó còn tham.
cái món nào nó đắng quá, cay quá, mặn quá, chúng ta biết và chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta biết bằng sân. Mà ăn mà chúng ta chỉ biết ăn, chúng ta không có sự hiểu biết, chúng ta biết bằng si. Tức là chúng ta thấy rằng chỉ có tham sân si nó hoạt động thôi. Khi thân chúng ta xúc chạm cũng thế, chúng ta ngồi trong một cái căn phòng có máy quạt, có máy lạnh dễ chịu, tâm chúng ta cũng biết cái cảm giác đó. Chúng ta biết chúng ta thích, thì cái thích đó chúng ta biết bằng tham. Và bây giờ điện nó cúp đi, chúng ta ở trong một căn phòng nó nóng quá, nực quá, chúng ta biết và chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta biết cái cảm giác đó, nó nực nội, nó khó chịu, chúng ta biết bằng si, chúng ta biết bằng sân. Còn khi mà chúng ta cảm xúc, có cảm giác ở thân mà chúng ta biết mà chúng ta không có sự hiểu biết là chúng ta biết bằng si. Hay là khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ về những câu chuyện quá khứ nào chúng ta khởi lên cái sự đam mê, thích thú, chúng ta vui, chúng ta dính mắc, đó là chúng ta đang biết bằng tham, suy nghĩ bằng tham. Và chúng ta nhớ là những cái kỷ niệm nào chúng ta không hài lòng, chúng ta vẫn biết mình đang suy nghĩ, là chúng ta đang biết bằng sân. Và những cái tư tưởng sanh khởi mà chúng ta biết mà chúng ta không hiểu, chúng ta biết bằng si. Thì tại sao sư trình bày như vậy? Tức là ở đây đó, chúng ta thấy rằng tâm là gì? Tâm tức là biết cảnh. Mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta biết bằng tâm không ạ? Người chết thì họ không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm, không suy nghĩ. Còn chúng ta có tâm, nên chúng ta thấy được cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Và chúng ta biết bằng tham, bằng sân, bằng si. Thì mỗi ngày chúng ta tạo một tâm bất thiện không? Thì bây giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta đổi là cái tâm biết. Biết bằng gì? Biết bằng niệm, biết bằng tâm thiền. Cũng biết cái cảnh đó, nhưng mà chúng ta không biết bằng tham, bằng sân, bằng si đó. Như vậy là chúng ta biết bằng chánh niệm. Bây giờ sư sẽ cho một cái thí dụ cho người cư sĩ chúng ta hiểu như thế nào gọi là chánh niệm. Thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả phiền não nó phát sinh đó là do tâm. Thì bây giờ chúng ta ngồi thiền trong lúc chúng ta đang bị đau, trong lúc mà chúng ta ghi nhận cái đau đó mà cái tâm chúng ta khó chịu, cái đó chúng ta không phải bắt biết bằng chánh niệm, mà cái đó chúng ta đang biết bằng tâm sân. Và chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ, chúng ta gồng lên, chúng ta chịu đựng, tức là chúng ta đang phát huy phiền não, chứ chúng ta không phải là phát huy chánh niệm. Chánh niệm nó phát huy bằng tâm thiện. Bây giờ những người ta không tu tập tứ niệm xứ, họ đang bị bệnh, họ vẫn đau đớn, họ vẫn biết, nhưng mà biết bằng cái tâm khó chịu, bực mình, thì cái biết đó là biết bằng phiền não. Còn bây giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta biết bằng chánh niệm. Bây giờ người cư sĩ chúng ta phải trải nghiệm coi mình có phải là chánh niệm hay không. Trong lúc mà Phật tử chúng ta ngồi đó, cái đau nó sanh khởi, chúng ta quan sát chúng ta biết rõ cái đau đó đang có mặt, nhưng mà chúng ta vẫn bình an tĩnh lặng, chúng ta biết cái đau nó rõ ràng. Và chúng ta cũng không mong muốn cho cái đau đó hết. Và chúng ta biết rõ cái đau. Thì khi mà chúng ta biết như vậy đó, mà cái đau vẫn hiện hữu, mà tâm chúng ta vẫn bình an, tĩnh lặng, thoải mái, thì như vậy chúng ta đang biết bằng chánh niệm. Và khi mà chúng ta biết bằng chánh niệm như vậy đó, thì lâu ngày cái tuệ nó sanh, nó hiểu rằng cái đau này cũng là vô thường, khổ vô ngã. Khi chúng ta có chánh niệm thì trí tuệ mới phát sanh. Rồi chúng ta phải hiểu vậy. Thì ở đây chúng ta đó, tu tập tứ niệm xứ là chúng ta phải hiểu chánh niệm tức là biết bằng tâm thiện. Rồi kế tiếp nữa là Đức Phật dạy rằng tỉnh giác. Tỉnh giác là chúng ta phải hiểu rằng sư chỉ nói trên cái phương diện pháp hành thôi. Thì khi mà chúng ta tu tập bất cứ những cái hiện tượng nào, cái đối tượng nào sanh khởi, thì người cư sĩ chúng ta luôn luôn phải hiểu rằng cái đối tượng đó nó đến rồi nó sẽ ra đi. Và đối tượng đó không phải ta, không phải của ta, không phải là ta. Thì như vậy là chúng ta có tỉnh giác. Tỉnh giác tức là chúng ta hiểu rằng cái đó không có ai hết, nó chỉ là những cái đối tượng thôi, đến và ra đi. Thì như vậy là tỉnh giác. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta hiểu rằng Đức Phật dạy là vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Kiểu tham ưu ở đây tức là chỉ cho tham và sân. Tức là khi nãy sư vừa trình bày đó, chúng ta sống bằng tham, bằng sân không. Bây giờ chúng ta chánh niệm tức là chúng ta chế ngự tham sân ở đời.
chữ ở đời ở đây đó, tức là chỉ cho cái ngũ uẩn, chữ lô cá chỉ cho cái ngũ uẩn của chúng ta, tức là trong đời sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta dính mắc vào cái ngũ uẩn này, hay là đối với sáu ngoại xứ, sáu nội xứ chúng ta luôn luôn bị tham, bị sân chi phối. Mà bây giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ chế ngự được tham ô ở đời, tức là chúng ta không dính mắc vào ngũ uẩn này, hay là sáu ngoại xứ, hay là sáu nội xứ. Đó là cái cách chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Bây giờ sư sẽ trình bày về cái 16 cách để chúng ta niệm tâm. Tức là sư hướng dẫn cái cách người cư sĩ chúng ta tu tập đó, niệm tâm đó. Không phải là chúng ta chỉ có ghi nhận một cái loại tâm một, mà chúng ta phải ghi nhận nhiều loại tâm. Tâm nào sanh khởi chúng ta phải biết được tâm đó. Và trong đời sống thì chúng ta sống rất là nhiều loại tâm: tham, sân, si, tà, kiến, ngã mạn, ganh tị, sợ hãi, thất vọng, bỏng sẻn, ganh tị, đủ thứ hết. Tâm nào sanh khởi là chúng ta phải biết để chúng ta ghi nhận. Thì ở đây Đức Phật dạy thế nào gọi là quán tâm trên tâm. Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo có tham, biết rõ rằng có tâm đang có tham. Tâm không có tham, vị tỳ kheo biết rõ rằng tâm không có tham. Khi tâm có sân, biết rõ rằng tâm có sân. Khi tâm không có sân, biết rõ rằng tâm không có sân. Khi tâm có si, biết rõ rằng tâm đang có si. Tâm không có si, biết rõ rằng tâm không có si. Tâm đang bị thâu nhiếp, biết rõ rằng tâm đang bị thâu nhiếp. Tâm tán loạn, biết rằng tâm đang bị tán loạn. Tâm đại hành, biết rằng tâm đại hành. Tâm không đại hành, biết rằng tâm không đại hành. Tâm hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn. Tâm vô thượng, biết rằng tâm vô thượng. Tâm có định, biết rằng tâm có định. Tâm không có định, biết rằng tâm không có định. Tâm giải thoát, biết rằng tâm giải thoát. Và tâm không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát. Như vậy là vị tỳ kheo sống quán tâm trên nội tâm, sống quán tâm trên ngoại tâm, sống quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay là vị ấy sống quán sự sanh khởi trên tâm, hay là sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay là sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, vị ấy an trú chánh niệm, hướng đến chánh trí, và vị ấy sống không nương tựa bất cứ vật gì ở đời. Như vậy là vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm. Thì đây Đức Phật dạy chúng ta đó, có 16 loại tâm để chúng ta quan sát. Và khi mà chúng ta hiểu được 16 loại tâm này rồi đó, là chúng ta cũng phải tiếp tục chúng ta tu tập. Chúng ta xem thử cái tâm này từ đâu mà nó sanh khởi như thế nào, và trong lúc mà nó sanh, nó trú rồi nó diệt như thế nào, và cái tánh sanh diệt nó ra sao, để chúng ta hiểu được cái bản chất của tâm. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta không có tu tập tâm quán niệm xứ, thì chúng ta thấy rằng người chúng ta giống như những cái người bị thần kinh hay tâm thần trong bệnh viện vậy đó. Khi mà chúng ta đi vô bệnh viện, chúng ta thấy rằng có nhiều người đó thì họ đứng, họ ca, họ múa một mình. Có một số người thì họ chửi, họ la. Có một số người thì đứng, họ cười. Một số người thì họ ở trần, ở chuồng. Có một số người thì họ khóc lóc, họ làm đủ thứ trò hết. Thì chúng ta thấy rằng những người đó là người bệnh tâm thần. Còn chúng ta không có cử chỉ hành động như vậy đó, tức là chúng ta không có bị bệnh. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta cũng giống như những người bệnh vậy đó. Tức là Đức Phật dạy chúng sanh điên đảo, tức là tâm chúng ta luôn luôn bị tham sân si, nó làm chúng ta đau khổ, giống như cái người bệnh. Chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta không có tu tập tâm quán niệm xứ, cái tâm chúng ta có những lúc mà chúng ta đi ra chợ, chúng ta thấy cái đó chúng ta thích, tâm tham sanh khởi. Chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, chúng ta đồng với tâm quá với tâm tham đó, cái chúng ta lại mua nhiều, xong cái chúng ta về sử dụng thời gian, cái tự nhiên nó chán, nó không thích cái này nữa, bắt đầu nó đòi cái khác. Chúng ta không phải là hành giả tứ niệm xứ, chúng ta chạy theo cái thích đó, đó là chúng ta tiếp tục chúng ta đi kiếm, chúng ta mua nữa.
Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không tu tập tới niệm xứ, tức là chúng ta nô lệ cho tâm tham, tham sai sử chúng ta, nó khởi lên, nó bắt chúng ta phải làm theo cái ý nó. Và chúng ta thấy rằng tham thì đâu có bao giờ biết đủ, chúng ta sống cả đời chúng ta không biết đủ, tức là chúng ta nô lệ cho tâm tham. Còn khi chúng ta có tu tập tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy cho chúng ta một cách để chúng ta giải tỏ cái tâm tham, chúng ta không nô lệ cho nó nữa. Thì đây sư sẽ trình bày từ cái loại tâm một để sư trình bày theo kinh điển, sau đó sư sẽ hướng dẫn cho người cư sĩ chúng ta cái cách để chúng ta ghi nhận những cái tâm này, và chúng ta phải cần loại bỏ ra sao. Thì bây giờ sư sẽ trình bày về cái tâm tham trước. Đức Phật dạy là khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ mình đang tham. Thì đây đó, phần lớn là chúng ta tham mà chúng ta không biết tham. Và có những người ở đời đó, thì họ nghĩ rằng tôi đâu có đi ăn trộm, ăn cắp gì đâu mà gọi là tham. Nhưng mà những chúng sanh này họ không có hiểu. Thì chúng ta phải hiểu rằng tham thì nó đa dạng. Đi đến lấy đồ của người khác, đến vợ con người khác, cái đó tham nó thô quá đi, cái tham nó thuộc về tham ác. Còn chúng ta tham ăn, tham ngủ, tham tiền, được người khác khen chúng ta cũng thích. Chúng ta đi du lịch, chúng ta cảm thấy, chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui, đó cũng là cái bản chất của tâm tham. Tham nó đa dạng. Thì đây Đức Phật mới dạy chúng ta rằng khi vị tỳ kheo đang tham, phải biết rõ mình đang tham. Thì người cư sĩ chúng ta muốn tránh niệm cái tâm tham á, và cái tâm tham mà nó nổi bật trong cái giây phút nào, giờ nào mà chúng ta có thể thấy rõ nhất. Chẳng hạn như trong những trường hợp giống như bây giờ chúng ta trong cái việc làm ăn của chúng ta, thì có thể cái việc làm ăn chúng ta nó được may mắn, thuận lợi, tài sản nó phát sinh dồi dào, cái đó chúng ta cũng thích, chúng ta vui mừng đó, thì chúng ta thấy đó là một cái trạng thái tâm tham. Thì cái tâm tham này không phải là tâm tham ác, nhưng nó cũng là một cái yếu tố để phát sinh phiền não và giúp cho chúng ta luân hồi trong kiếp tương lai. Hay là trong lúc mà người cư sĩ chúng ta lên bàn ăn, khi những cái món nào mà chúng ta thấy chúng ta thích đó, thì chúng ta nhìn cái món đó là bắt đầu cái tâm tham của chúng ta nó sanh khởi liền. Và có những cái món mà chúng ta nhìn chúng ta cảm thấy vui, chúng ta hoan hỷ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái bản chất đó là cái bản chất của tâm tham. Nên Đức Phật mới dạy rằng khi bị tỳ kheo có tham, biết rõ mình đang tham. Tham tức là cái trạng thái dính mắc. Giống như giờ chúng ta đang mắc nợ, chúng ta đang thiếu thốn, có một cái người quý nhân nào đó họ đến cái họ giúp đỡ chúng ta, họ cho chúng ta một số tiền để chúng ta trả cái nợ đó, thì nghiêng cái tâm chúng ta nó vui, nó hoan hỷ vô cùng, thì chúng ta biết rằng trong lúc đó là trạng thái tâm tham. Tham tức là sự dính mắc. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng trong lúc mà chúng ta hành tứ niệm xứ là chúng ta phải thấy được cái bản chất tâm tham. Tâm tham thì sư sẽ trình bày cho người cư sĩ chúng ta nhìn. Chẳng hạn giờ trong lúc mà sư vừa khen các Phật tử, sư nói rằng là các Phật tử là người cư sĩ hộ độ chúng tăng, biết cách, giỏi giang, hay là người cư sĩ là cái người thông minh, có trí tuệ, nhận thức rất là nhạy bén, hay là pháp hành của người cư sĩ chúng ta giỏi, thì khi cái tâm chúng ta cảm thấy vui, chúng ta hoan hỷ, thì trong lúc đó chúng ta phải cần chánh niệm, chúng ta biết đó là tâm tham. Vì cái tâm tham là chúng ta phải hiểu rằng cái trạng thái của nó thì không có quan tâm tưởng, nó chỉ là cái trạng thái dính mắc thôi. Và chúng ta phải cần nhận thức được cái tâm tham đó. Thì khi mà chúng ta phải hiểu rằng cái tâm tham, cái trạng thái của tâm tham và cái tư tưởng liên hệ với tâm tham. Như thế nào gọi là cái tư tưởng liên hệ với tâm tham? Trong lúc chẳng hạn giờ người cư sĩ chúng ta lên bàn ăn, chúng ta nhìn cái món đó ngon, chúng ta đi đến nhà bạn chúng ta ăn, là bắt đầu chúng ta mới nói cái món này chúng ta thấy rằng nó ngon, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ làm cái món này ăn, hay là cái món này người ta phải ăn nhiều một chút. Thì những cái tư tưởng đó là chúng ta hiểu rằng nó thuộc về cái liên hệ đến tâm tham. Thì chúng ta là một hành giả tu tập đó, là chúng ta cũng phải thấy được cái trạng thái tâm tham và tư tưởng tâm tham. Trạng thái tạo ra tư tưởng, và có những trường hợp tư tưởng tâm tham tạo ra trạng thái tâm tham. Chẳng hạn giờ chúng ta vừa được người khác khen, chúng ta thấy vừa người khác vừa khen chúng ta chưa suy diễn gì hết,
thì cửa đó chúng ta đã thích rồi, thì cái thích đó nó chưa qua tư tưởng, nó là cái trạng thái tâm tham. Thì Đức Phật mới dạy rằng khi vị tỳ kheo có tham phải biết rõ rằng đang tham. Nếu mà chúng ta không nhìn kịp cái trạng thái đó thì chúng ta phải nhìn qua cái tư tưởng nó suy diễn như thế nào, nhìn qua tư tưởng đó là cũng là trạng thái tâm tham. Thì khi chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận trạng thái và chúng ta ghi nhận tư tưởng, như vậy là chúng ta đang thực hành. Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo có tham biết rõ mình đang tham. Có những lúc mà chúng ta thấy cái này nó đơn giản quá, nhưng nó là một cái phương pháp giúp cho chúng ta đó giải tỏa phiền não vi diệu vô cùng. Giống như khi nãy sư trình bày đó, giống như chúng ta không có tu tứ niệm xứ, khi tham sanh khởi chúng ta sẽ đồng hóa với trạng thái của tâm tham, chúng ta đồng hóa với tư tưởng tâm tham, và nó sẽ tác động đến thân chúng ta làm, miệng chúng ta nói, ý chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta sẽ làm khổ mình, khổ người. Còn khi chúng ta có chánh niệm, tức là chúng ta thoát khỏi tư tưởng tâm tham, thoát khỏi trạng thái tâm tham, thì tư tưởng tâm tham và trạng thái tâm tham trở thành đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận. Thì khi mà chúng ta ghi nhận thì tư tưởng của tâm tham và trạng thái tâm tham lập tức biến mất. Cái đó chúng ta giải thoát, tạm thời giải thoát khỏi phiền não. Chúng ta cứ thực hành thử, chúng ta thấy vi diệu vô cùng. Đó là chúng ta phải cần hiểu như vậy. Thì ở đây đó, tiếp đến nữa đó, là Đức Phật dạy chúng ta đó là vị tỳ kheo có sân, biết rõ mình đang sân. Thì buổi sáng này sư chỉ đề cập đến những tâm bất thiện thôi để chúng ta tu, còn buổi chiều sư mới đề cập đến tâm thiện. Cái đấy nữa là Đức Phật dạy khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ mình đang sân. Thì sân chúng ta cũng phải hiểu trên hai phương diện, đó là cái trạng thái chân đế của tâm sân và cái sự tục đế của tâm sân, tức là tư tưởng và trạng thái. Chúng ta chỉ nhìn khi mà phiền não tâm sân lên, chúng ta nhìn hai đối tượng. Chẳng hạn giờ sư vừa la các Phật tử, hay có người khác chửi các Phật tử, chúng ta vừa nghe cái tiếng đó là tâm chúng ta phản ứng liền. Thì cái sự phản ứng đó chúng ta thấy chưa qua tư tưởng, nó chỉ là một sự khó chịu thôi, bức bách, nóng đốt, thì đó là cái trạng thái của tâm sân. Thì Đức Phật mới dạy rằng khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ rằng đang có sân. Thì khi mà cái tâm sân sanh khởi như vậy, chúng ta là cái người hành giả niệm xứ, thì chúng ta chỉ quan sát coi tâm sân nó đến như thế nào, đi như thế nào, chúng ta không can thiệp, chúng ta chỉ nhìn nó thôi, nhìn một cách thoải mái thư giãn, lập tức tâm sân sẽ tự biến mất. Còn nếu mà chúng ta không tu tập tâm quán niệm xứ, tâm sân sanh khởi thì chúng ta sẽ đồng hóa với tâm sân và tâm sân sẽ sai xử chúng ta. Cái lời nói chúng ta thì thô tháo, chửi mắng người khác, thân chúng ta có thể đánh đập người khác, tư tưởng chúng ta có thể hiềm hận người khác. Thì giờ Đức Phật dạy chúng ta đó, khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ mình đang sân, tức là biết bằng chánh niệm, tức là chúng ta thoát khỏi tâm sân, chúng ta không nô lệ cho tâm sân. Thì khi chúng ta biết tâm sân thì tâm sân sẽ tự biến mất. Đó là cách giải tỏa phiền não vi diệu vô cùng. Và khi mà chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta mới cảm nhận được cái tâm sân nó làm chúng ta khổ đau như thế nào, nó làm chúng ta bức rứt như thế nào. Khi đó chúng ta sẽ không có dạ gì để chúng ta sân được. Tại xưa giờ mình cứ ấp ủ cái tâm sân đó, bây giờ chúng ta ghi nhận là chúng ta hiểu rồi, là chúng ta đã thoát khỏi tâm sân. Thì khi tâm sân sanh khởi là chúng ta cần phải quan sát về cái trạng thái của tâm sân, là sự khó chịu tâm sân. Thứ hai nữa là chúng ta phải nhìn cái tư tưởng liên hệ với tâm sân. Giống như giờ người cư sĩ chúng ta vừa gặp cái người đó, cái người mà chúng ta không thích họ đó, thì cái tâm chúng ta nó phản ứng lên, nó khó chịu, đó là cái trạng thái tâm sân. À, nếu mà chúng ta không ghi nhận được cái trạng thái này, nó sẽ qua cái tư tưởng, nó sẽ suy diễn rằng cái người này là cái người không có lịch sự, cái người này là cái người hung dữ, cái người lỗ mãng, thô lỗ. Thì những cái tư tưởng đó là nó phát xuất từ cái trạng thái của tâm sân, nên chúng ta phải cần ghi nhận cái trạng thái tâm sân và cái tư tưởng liên hệ với tâm sân. Tại trong lúc đó có hai hai cái đối tượng, đó là tư tưởng và cái cảm xúc. Thì khi chúng ta ghi nhận như vậy, tâm sân tạm thời sẽ biến mất. Thì đây á, sư chỉ cho các Phật tử chúng ta, nãy sư có đề cập đến chánh niệm đó. Khi tâm sân sanh khởi, chúng ta muốn cho tâm sân biến mất, đó là chúng ta đang dùng tâm sân này để xua đuổi tâm sân khác,
không phải là chúng ta chánh niệm. À, tâm sân sanh khởi đó, thì chúng ta quan sát, nếu mà chúng ta thấy tâm sân không có mắt đó, thì chúng ta phải kiểm tra cái thái độ mình nhìn. Giống như giờ các Phật tử chúng ta nhìn lên các sư trên đây, mình hãy quan sát coi cái thái độ mình nhìn như thế nào. Chẳng hạn trong lúc mình nhìn bằng tham, mình biết mình đang tham. Mình nhìn bằng sân, mình biết mình đang nhìn bằng thái độ sân. Và khi mà mình nhìn với thái độ chánh niệm, không tham, không sân đó, thì khi đó chúng ta biết là chúng ta đang nhìn với thái độ có chánh niệm. Thì cái tâm sân ở đây đến phần lớn là chúng ta lại, nhất là người cư sĩ chúng ta, chúng ta chưa hiểu cái phương pháp tu niệm xứ, thì tâm sân đến chúng ta lại xua đuổi, chúng ta muốn cho nó hết. Đó là một rơi vào một cái thái cực. Hay là một số người không tu tới niệm xứ, tâm sân sanh khởi thì họ lại nuôi dưỡng, họ đồng hóa, thì đều rơi vào hai cái thái cực. Còn chúng ta là cái hành giả tới niệm xứ, thay vì giờ hơi thở là đối tượng, cái đau là đối tượng, suy nghĩ là đối tượng, hay là phòng xẹp là đối tượng, thì giờ cái tâm sân cũng là đối tượng. Nên Đức Phật mới dạy rằng khi bị tỳ kheo có sân biết rõ rằng đang sân. Tại sao chúng ta phải xua đuổi tâm sân? Tức là khi mà chúng ta đó có thái độ đúng đắn, tâm sân sanh khởi mà chúng ta ghi nhận, chúng ta kiểm tra cái thái độ mình nhìn bằng chánh niệm, lập tức tâm sân sẽ biến mất. Chúng ta không xua đuổi thì tâm sân sẽ mất, mà chúng ta xua đuổi tâm sân không biến mất. Khi tâm sân sanh khởi, chúng ta nhìn với thái độ thư giãn, khách quan, chúng ta sẽ hiểu được bản chất tâm sân. Còn nếu mà tâm sân đến chúng ta sợ hãi, chúng ta nghĩ nó là mình, nó đến phá rầy mình, thì như vậy tức là chúng ta đã nuôi dưỡng tâm sân, chúng ta làm cho phiền não sẽ lớn nữa. Chúng ta hiểu vậy. Nên chúng ta tu tứ niệm xứ là tất cả đối tượng đều giúp cho chúng ta để phát huy chánh niệm và trí tuệ. Nên đây khi tâm sân sanh khởi thì người cư sĩ chúng ta phải quan sát trạng thái tâm sân, là cái sự bức bách, nóng nảy, phản ứng, đó là tâm sân. Để khi mà chúng ta những tư tưởng nào mà liên hệ đến tâm sân thì chúng ta cũng phải quan sát cái đối tượng đó, thì lập tức cái tâm sân biến mất. Nên Đức Phật mới dạy là khi bị tỳ kheo có sân biết rõ mình đang sân. Và bây giờ sẽ đề cập đến cái tâm si. Tại vì suy nghĩ rằng chúng ta mới vô tu tập đó, thì chúng ta thấy được bất thiện trước rồi chúng ta mới phát huy được tâm thiện, nên là vô tham, vô sân, vô si sẽ trình bày sau. Bây giờ sẽ trình bày những cái tâm mà chúng ta cần tu tập nhận thức được. Thì tâm si là gì? Tâm si thì chúng ta cũng hiểu, nó cũng đa dạng đó. Chẳng hạn chứ nói những cái tâm si mà nó thô tháo nhất, nó dễ nhận thức nhất. Có những lúc mà Phật tử chúng ta ngồi đó, chúng ta nghĩ cái chuyện gì nó không ra chuyện gì. Mà có những lúc chúng ta đi qua đường, chúng ta cũng không biết mình đang đi nữa. Người mình nó ngớ ngẩn giống như người ngu vậy đó. Thì cái trạng thái ngớ ngẩn đó thì nó là cũng là cái trạng thái tâm si. Thì chúng ta có tu tập tới niệm xứ đó, thì chúng ta phải ghi nhận cái trạng thái ngớ ngẩn đó, cái trạng thái ngu ngu đó, là chúng ta phải cần ghi nhận đó là bản chất của tâm si. Rồi cái trạng thái của tâm si mà chúng ta phải hiểu cao cấp hơn nữa đó, tức là cái trạng thái trong lúc mà chúng ta quan sát những cái đối tượng mà chúng ta không có thể nhận thức được cái vô thường của đối tượng đó, hay là vô ngã cái đối tượng đó, hay là khổ đau của đối tượng đó, nó cũng là cái trạng thái tâm si. Tức là nó che khuất đi cái thực tánh của các pháp, tức là vô thường đang có mặt chúng ta không thấy được, đó là cái trạng thái của tâm si, nó che khuất. Hay là cái trạng thái khổ có mặt trong danh và sắc này mà chúng ta không thấy được, hay là cái sự vô ngã đang hiện hữu trong phút giây hiện tại này mà chúng ta không nhận thức được, tức là do trạng thái tâm si nó đã che khuất đi, chúng ta không thấy được. Thì khi nào chúng ta có sự kinh nghiệm, chúng ta hiểu được cái bản chất của mỗi pháp á, thì trong lúc đó chúng ta thấy cái sự che khuất nó rõ ràng và cái sự che khuất nó sẽ biến mất. Thì chúng ta sẽ thấy cái đối tượng vô thường hay là khổ vô ngã nó rất là hiển bày một cách rất là rõ ràng để chúng ta quan sát. Đó là trạng thái tâm si. Thì suy nghĩ rằng chúng ta tu tập á, thì cái tâm bất thiện á, cái tâm sân á là nó thô nhất, và chúng ta dễ nhận thức hơn là cái trạng thái tâm tham. Và khi chúng ta nhận thức được
trạng thái tâm sân rồi đó, thì khi đó chúng ta mới nhận thức được cái trạng thái tâm tham. À, khi chúng ta nhận thức được trạng thái tâm tham rồi thì chúng ta mới nhận thức được cái trạng thái của tâm si. À, chúng ta tức là chúng ta tu tập là chúng ta phải ghi nhận qua từng giai đoạn. Thì đây Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có si á, phải biết rõ mình đang có si. À, bây giờ sư sẽ trình bày những cái tâm mà trong lúc người cư sĩ chúng ta tu á, mà nó thường sanh khởi nhất, đó là cái tâm gì? Đức Phật dạy rằng tâm bị thâu nhiếp, vị tỳ kheo biết rõ rằng tâm đang bị thâu nhiếp. Thâu nhiếp tức là cái tâm hôn trầm. Chúng ta ngồi thì buổi sáng này nè, thì phần lớn là chúng ta dễ hôn trầm. Bây giờ hôn trầm sư chỉ cho các Phật tử chúng ta cũng có cách để chúng ta tu tập. Thì chúng ta là một hành giả tâm quán niệm xứ đó. Đức Phật dạy khi tâm hôn trầm, biết rõ rằng tâm đang bị hôn trầm. Vì cái tâm hôn trầm á, thì chúng ta phải hiểu trong lúc mà chúng ta ngồi đang chánh niệm vậy đó, là cái niệm chúng ta từ từ nó yếu lại. Và khi đó cái tinh thần của chúng ta cỡ đó bắt đầu cái nó không còn sáng suốt nữa, lờ đờ lẳng đẳng, và bắt đầu cái sự buồn ngủ nó sẽ phát sinh. Nó phát sinh. Thì khi mà cái buồn ngủ nó phát sinh đó, thì nó sẽ tác động đến thân chúng ta, cỡ đó tăng chúng ta bắt đầu nó không còn thẳng nữa, bắt đầu nó trùng xuống. Và cơ thể chúng ta bắt đầu nó nặng nề. Tâm chúng ta bắt đầu nó quẩy quải, nó không muốn làm việc nữa, nó không muốn chánh niệm nữa. Thì trong lúc này đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang bị hôn trầm chi phối. Nên Đức Phật mới dạy rằng tâm bị thâu nhiếp, vị tỳ kheo phải biết rõ rằng tâm đang bị thâu nhiếp. Thì đây trong lúc mà hôn trầm á, thì người cư sĩ chúng ta phải trực diện, chúng ta ghi nhận cái sự hôn trầm đó. Chúng ta phải ghi nhận nhiều nhiều cách để cho tâm chúng ta được linh động, để chúng ta không bị hôn trầm. Chẳng hạn khi cái buồn ngủ đến đó, thì người cư sĩ chúng ta nhìn trực diện vào cái sự buồn ngủ đó, và chúng ta coi cái sự buồn ngủ đó tác động đến thân thể mình như thế nào. Cái đầu mình nó nặng chịu làm sao, cái thân mình nó mệt mỏi như thế nào, chúng ta quan sát. Thì khi chúng ta quan sát như vậy đó, tâm chúng ta làm việc mà chúng ta trong lúc đó, thì người cư sĩ chúng ta phải nên càng quan sát rõ, càng nên chú tâm, để chúng ta nhìn rõ đối tượng đó. Để tăng tâm chúng ta năng nổ và tâm chúng ta làm việc như vậy đó, thì ở đó hôn trầm sẽ bị biến mất. Tại vì cái vị hôn trầm này nó sư thấy rằng nhiều người cũng bị cái tâm này nó chi phối. Có nhiều thường sinh lên trường thiện là ngủ thôi. Có những người đó thậm chí còn ngái nữa. Tức là hôn trầm nó chi phối là ngủ nào không hay. Thì cái đó quá nặng rồi. Thì đây sư chỉ cho các Phật tử chúng ta đó, theo kinh nghiệm của sư đó, thì chúng ta quan sát trong lúc đó, chúng ta cần nhìn trực diện vào cái tâm buồn ngủ đó. Để chúng ta nhìn cái sự nặng nề của thân như thế nào, chúng ta nhìn nhiều khía cạnh để tâm chúng ta năng nổ. Để chúng ta phải đặt câu hỏi coi trong lúc này cái gì đang biết sự hôn trầm đó. Để trong lúc đó có tâm nó mới biết được hôn trầm. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm này nó đang biết cái hôn trầm. Hôn trầm làm đối tượng cho tâm kia. Trong lúc này chỉ có tâm này đang biết hôn trầm, chứ không có đàn ông, không có đàn bà đó. Nếu mà người cư sĩ chúng ta mà hiểu như vậy đó, một là hỷ nó sanh, hai là cái niệm định mình nó mạnh đó, thì nó sẽ phá tan cái sự hôn trầm. Và sau này hôn trầm nó sẽ ít đến với chúng ta. Đến là chúng ta giải quyết, mà chúng ta giải quyết đó bằng cái giải pháp chúng ta có trí tuệ, chứ không phải là chúng ta né tránh. Thiền tứ niệm xứ không có né tránh, chúng ta phải trực diện ra nó. Còn khi mà người cư sĩ chúng ta đó mà bị hôn trầm nhiều quá mà chúng ta không thể chánh niệm được nữa, mà chúng ta buồn ngủ quá đó, không còn cách nào, thì có thể chúng ta đứng dậy, chúng ta đi kinh hành, chúng ta sau mặt, hay là chúng ta rửa mặt. Đó là cái cách đối trị gọi là tạm thời. Nhưng mà chúng ta là hành giả tín niệm xứ, thì chúng ta phải nhìn trực diện vào cái tâm hôn trầm. Và bây giờ sư sẽ đề cập đến cái tâm gọi là tâm toán loạn, tức là cái tâm suy nghĩ đó. Thì chút chúng ta ngồi thiền là cái tâm này là nó sẽ phái rầy chúng ta nhiều nhất. Ngồi chút là nó nghĩ tới chuyện này, nó suy tính chuyện kia, nghĩ đến chuyện làm ăn, nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến những cái việc quá khứ. Thì đó là những cái tâm suy nghĩ. Nên Đức Phật mới dạy rằng khi tâm toán loạn, vị tỳ kheo biết rằng tâm đang toán loạn. Thì cái tâm toán loạn đó, sư nghĩ rằng có nhiều hành giả tín niệm xứ đó, lại sợ cái tâm toán loạn. Mà chúng ta sợ nó, tức là nó sẽ đến chúng ta nhiều. Mà chúng ta thích nó, thì nó cũng đến với chúng ta nhiều.
Giống như trong đời sống này, cái người nào mà chúng ta ghét họ thì cái người đó luôn sanh khởi trong tâm chúng ta. Chúng ta sẽ nghĩ tới kẻ thù, nghĩ tới người đó. Người đó từng hại ta, từng đánh ta như thế này thế kia đó. Thì những người mà chúng ta ghét thì phần lớn là nó sẽ ẩn hiện trong tâm chúng ta. Thứ hai là những người nào chúng ta thương đó, thì cái người đó cũng luôn luôn có trong đầu chúng ta. Còn cái người nào mà chúng ta chỉ tiếp xã giao thôi, thì những người đó chúng ta không nghĩ tới, nó không có nằm trong đầu chúng ta. Thì như thế nào cũng vậy, chúng ta tu tứ niệm xứ mà chúng ta sợ suy nghĩ chừng nào thì suy nghĩ nó sẽ đến phải rầy chúng ta nhiều chừng nấy. Tức là chúng ta sợ, nếu mà nói theo cái diệu pháp đó là tâm sân, chúng ta sợ hãi thuộc về tâm sân. Mà suy nghĩ đến chúng ta dùng tâm sân để chúng ta xua đuổi, tức là chúng ta phát huy phiền não rồi, chúng ta cho, chúng ta tạo cho cái phiền não nó lớn rồi. Còn khi suy nghĩ đến mà chúng ta thích, tức là tham rồi, tức là chúng ta luôn luôn phát huy phiền não. Thì giờ những cái tư tưởng, cái suy nghĩ đến đó, thì chỉ cho các Phật tử chúng ta tu đúng cách. Thì những cái tư tưởng đó cũng là đối tượng để chúng ta học hỏi, giúp cho chúng ta phát sinh trí tuệ. Tại vì trong đời chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải dùng cái suy nghĩ. Những vị A-la-hán các ngài cũng vẫn còn dùng suy nghĩ mà. Chẳng hạn giờ xin nói thí dụ, giống như những vị thánh A-la-hán thì các ngài nghĩ rằng ngày hôm nay ta sẽ đến một cái ngôi làng đó để ta thuyết pháp, thì các ngài phải dùng tư tưởng. Nhưng mà các ngài sử dụng, nhưng mà các ngài không có bị nô lệ, không có dính mắc vào những cái tư tưởng này nữa. Và những cái tư tưởng này là cái phương tiện cho các ngài sử dụng. Thì chúng ta thấy rằng những vị A-la-hán các ngài vẫn còn dùng tư tưởng. Tại sao chúng ta tu tập? Để chúng ta diệt tư tưởng. Nhưng ở đây chúng ta tu tập là gì? Tức là chúng ta hiểu được tư tưởng, và sau này đó chúng ta khi nào cần suy nghĩ chúng ta suy nghĩ, và khi nào không cần suy nghĩ chúng ta không suy nghĩ. Tức là chúng ta làm chủ đó. Mà khi mà chúng ta có suy nghĩ, chúng ta làm đó, tính toán, thì chúng ta cũng hiểu rằng suy nghĩ này không phải của tôi. Chúng ta không nô lệ cho tư tưởng nữa. Giống như giờ người cư sĩ chúng ta không có tu tâm quán niệm xứ, chúng ta đang ngồi cái tư tưởng nó khởi lên, thôi giờ mình đi giải trí, đi đến gặp bạn bè, đi quán cà phê hay là đi câu cá vậy đó. Tức là những cái tư tưởng nó khởi lên, là chúng ta không có tu tứ niệm xứ á, thì chúng ta sẽ đồng hóa với những tư tưởng đó, nó sẽ dẫn dắt chúng ta những hành động đó. Tức là nó nghĩ gì chúng ta sẽ làm đó. Thì tức là chúng ta đã nô lệ cho tư tưởng rồi. Thì bây giờ chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ đó, là những tư tưởng sanh khởi, thì chúng ta lấy tư tưởng đó để chúng ta quan sát. Tức là chúng ta đã thoát khỏi tư tưởng, chúng ta không nô lệ cho tư tưởng nữa, mà tư tưởng là đối tượng để chúng ta học hỏi coi nó nghĩ gì, nó nói gì, nó làm gì, để chúng ta thấy liên tục thay đổi cái bản chất của nó. Lâu ngày cái tại chúng ta nó sẽ sanh lên, nó hiểu rằng xưa giờ mình nghĩ rằng những cái tư tưởng này ta của ta, mình nô lệ cho nó. Gặp cái người đó họ chưa giúp đỡ gì mình, cái mình thương nó, cái tâm nó khởi lên nó thương, cái mình đồng quá với cái thương đó, cái mình thương người ta. Mình mới gặp người đó, người đó cũng chưa làm gì chúng ta hết, chưa có hại chúng ta gì hết, chúng ta vừa gặp cái người đó cái nguyên cái tâm sân nó khởi lên, nó ghét người đó. Và chúng ta không có tu tập niệm xứ nữa, chúng ta đồng quá với tâm ghét, chúng ta ghét người ta. Chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó giống như cái người khùng vậy. Thì bây giờ chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ là gì? Tức là những cái tư tưởng đó sanh khởi, thì người cư sĩ chúng ta nhìn nó giống như khách quan vậy đó. Nó đến chúng ta đón nhận nó, chúng ta quan sát nó bằng cái thái độ chân chánh. Chúng ta coi nó đến như thế nào và đi như thế nào, lập tức những tư tưởng nó biến mất. Khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà chánh niệm chúng ta tu mà sắc bén rồi, tư tưởng nó ít sanh khởi lắm. Chúng ta phần lớn là chúng ta nhìn những cái trạng thái giống như trạng thái tâm tham dính mắc, trạng thái tâm sân khó chịu, trạng thái tâm si là cái sự che khuất thực tánh như thế nào, hay là trạng thái vô tham và vô sân và vô si. Tức là chúng ta chỉ nhìn những cái trạng thái tâm tịnh. Ở đây sư muốn khai triển về cái tư tưởng đó, để người cư sĩ chúng ta phần lớn là mới đó, là chúng ta chỉ nhìn tư tưởng thôi. Nhìn được tư tưởng rồi thì chúng ta mới nhìn được trạng thái tâm tham, mới nhìn được tâm si, mới nhìn được tâm sân, mới nhìn được cái tâm vô tham, vô sân và vô si, hay là tâm có định, hay là tâm giải thoát.
Thì giờ sư chỉ trình bày những cái tâm cơ bản nhất để người cư sĩ chúng ta tu tập ngày nay, rồi tiếp tục nữa là sư mới trình bày những cái tâm thiện. Khi mà chúng ta có chánh niệm rồi đó, từ đó mới có tâm thiện, chúng ta mới có quan sát được cái tâm vô tham hay là vô sân vô si. Tại đây Đức Phật dạy là khi bị tỳ kheo tâm tán loạn, biết rằng tâm tán loạn tức là những cái tâm tư tưởng suy nghĩ, chúng ta nhớ vậy. Rồi bây giờ sư chỉ thêm nữa đó, là khi mỗi cái suy nghĩ của chúng ta nó sanh khởi lên, nó phải có nguyên nhân chứ không phải là nó sanh. Chúng ta nhớ, chẳng hạn giờ chúng ta có một cái chuyện gì chúng ta chưa giải quyết được thì cái suy nghĩ nó mới sanh ra. Cái việc đó mình chưa giải quyết thì cái tư tưởng nó sẽ suy nghĩ về cái việc đó. Thì trong lúc đó chúng ta phải nhìn được cái sự lo lắng đó, cái lo lắng của chúng ta như thế nào, thì cái tư tưởng nó sẽ biến mất. Và mỗi cái tư tưởng chúng ta nhớ rằng nó sẽ tạo ra một cái cảm giác. Mỗi tư tưởng, có những cái tư tưởng thì nó tạo ra, tư tưởng nào nó vẫn đều có cảm giác hết. Nhưng mà sư chỉ cho các Phật tử chúng ta đó, những cái tư tưởng có những cái cảm giác thô để chúng ta dễ nhận thức. Còn những cái tư tưởng mà nó tạo ra cái cảm giác thọ xả thì chúng ta khó nhận thức lắm. Chẳng hạn giờ người cư sĩ chúng ta nghĩ về một cái người bạn hay một cái người nào chúng ta thương á, thì khi mà chúng ta nghĩ đến cái người đó thì cái hình ảnh lời nói của người đó bắt đầu nó phát xuất trong tâm chúng ta, đó thuộc về tư tưởng. Thì khi mà chúng ta nghĩ đến cái người đó thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác, chẳng hạn cái người đó mà chúng ta thích họ đó, thì chúng ta nghĩ đến họ chúng ta vui, thì cái tư tưởng nó tạo ra cái vui. Thì cái vui đó nó thuộc về tâm tham đó. Tâm tham nhưng mà nó kèm theo cái thọ hỷ, cái cảm giác đó chúng ta cũng phải cần quan sát. Hay là giờ chúng ta suy nghĩ về những người chúng ta không thích đó, chúng ta vừa nghĩ tới người đó là cái tâm chúng ta khó chịu liền, hay là chúng ta buồn liền. Thì chúng ta thấy rằng mỗi cái tư tưởng đó nó có thể tạo ra cảm giác. Thì ở đây sư muốn nói rằng những cái tư tưởng nào mà nó tạo ra cái cảm giác nổi bật thì chúng ta nhìn, còn nếu mà không có nổi bật thì chúng ta chỉ nhìn tư tưởng thôi. Có những cái tư tưởng đến mà chúng ta nhìn nó không mắc thì chúng ta phải coi nó, cái cảm giác nó kèm trong đó, chúng ta nhìn cái cảm giác. Thì khi đó những cái tư tưởng và cảm giác sẽ biến mất. Thì đây cái bài kinh tứ niệm xứ này, cái phương pháp tâm quán niệm xứ đó, nên là buổi sáng sư nghĩ rằng là sư sẽ thuyết trình trên cái lý thuyết, tức là kinh quán niệm xứ. Bây giờ sư nghĩ rằng là cái thời gian bây giờ 9:08 rồi, thì bây giờ sư sẽ cùng các Phật tử chúng ta, cùng chư tăng chúng ta ngồi thiền trong lòng 50 phút để 8 giờ, để bắt đầu chúng ta xả ra để chúng ta đi kinh hành. Bây giờ sư sẽ hướng dẫn cái pháp hành. Thì bây giờ sư ở đây sư không biết người cư sĩ chúng ta tu cái phương pháp nào, nhưng mà nếu mà người cư sĩ nào á trước đây chúng ta đã từng tu hơi thở rồi đó, thì chúng ta cứ tiếp tục theo cái hơi thở đó mà sư chỉ mở rộng thêm. Chẳng hạn giờ một số Phật tử chúng ta đã tu hơi thở rồi, thì trong lúc mà chúng ta xưa kia chúng ta chỉ tu theo một cái phương pháp là hơi thở vào hơi thở ra, chúng ta chỉ biết vậy thôi, thì nó thuộc về thiền định. Còn thiền tứ niệm xứ thì chúng ta không thể nào tu trên một đề mục duy nhất được. Còn cái vấn đề á thuộc về chánh định đó, chiều nay sư sẽ giảng, tại buổi sáng chúng ta không có thời gian, sư sẽ trình bày như thế nào gọi là chánh định trong bát chánh đạo, để chúng ta tu tập chúng ta hiểu như thế nào gọi là chánh định. Thì khi mà chúng ta là cái hành giả đã theo dõi hơi thở rồi, thì chúng ta cứ quan sát hơi thở. Khi trong lúc mà chúng ta quan sát hơi thở như vậy đó, có suy nghĩ sinh khởi thì chúng ta đừng có theo hơi thở nữa, hay là chúng ta xua đuổi tư tưởng hay là xua đuổi suy nghĩ. Và trong lúc có những cái suy nghĩ đến, chúng ta đừng theo hơi thở nữa, mà chúng ta lại quan sát theo dõi cái suy nghĩ đó, coi cái suy nghĩ ra đến như thế nào, đi như thế nào, và chúng ta quan sát giống như là quan sát hơi thở vậy đó. Và khi mà chúng ta quan sát tư tưởng đó, chúng ta thấy thú vị hơn hơi thở nhiều. Tại vì mỗi ngày chúng ta sống với tư tưởng mà, chúng ta quan sát một cách thư giãn thoải mái, giống như giờ các Phật tử chúng ta nhìn lên sư. Vậy giờ cái gì đang biết sư? Tức là tâm các vị đang có tâm nên biết sư. Sư là đối tượng. Vậy sư là đối tượng thì sư là cái đối tượng đang bị các Phật tử biết, thì sư ở trên đây không phải là các Phật tử. Thì các Phật tử nhìn sư chỉ nhìn thôi, chứ các Phật tử không điều khiển gì hết.
nhìn coi là sư đang thiết đang nói gì, đang ngồi tư thế như thế nào, chỉ nhìn thoải mái vậy thôi chứ không có can thiệp. Thì như thế nào cũng vậy, trong lúc mà tư tưởng sanh khởi đó, thì chúng ta quan sát, thì trong lúc đó cái gì đang biết tư tưởng, tức là tâm đang biết tư tưởng, thì cái tư tưởng nó trở thành đối tượng. Thì trong lúc đó Phật tử chúng ta phải hiểu rằng tư tưởng trong lúc đó không phải là các vị nữa, tư tưởng trở thành đối tượng để người cư sĩ chúng ta học hỏi. Giống như giờ mình ở nhà mình xem các Phật tử chúng ta xem phim đó, chúng ta là cái người xem phim, để trong nó đóng dây chính, dây phụ, dây thiện, dây ác, kệ nó, mình chỉ nhìn, mình tìm hiểu thôi, còn nó làm gì. Thì như thế nào cũng vậy, khi mà suy nghĩ lên đó, chúng ta không có can thiệp gì hết, chúng ta chỉ quan sát một cách thư giãn, khách quan, không có bực mình đối với tư tưởng, không có dính mắc đối với tư tưởng, chúng ta chỉ nhìn, quan sát đến như thế nào, đi như thế nào, vậy là đủ rồi. Thì khi mà người cư sĩ chúng ta nhìn như vậy, tức là chúng ta đang chánh niệm đó. Và khi mà chúng ta nhìn như vậy, tức là chúng ta hiểu, thì lập tức tư tưởng sẽ biến mất. Và khi mà biến mất rồi đó, thì cái đó có thể là chúng ta mới trở về hơi thở. Hoặc là trong lúc mà chúng ta ngồi theo dõi hơi thở, có cái đau xuất hiện, thì người cư sĩ chúng ta cần quan sát cái đau, lấy cái đau làm đối tượng. Thay vì bây giờ hơi thở làm đối tượng, thì bây giờ chúng ta phải ghi nhận cái đau làm đối tượng. Chẳng hạn như giờ chúng ta ngồi cái thân chúng ta nó xúc chạm xuống lòng gạch, thì chúng ta coi cái cảm xúc, coi cái thân thể mình nó xúc chạm xuống cái lòng gạch như thế nào, nó khó chịu như thế nào, thì chúng ta ghi nhận cái đau đó. Vậy đó, chúng ta quan sát cái đau đó. Thì trong lúc mà chúng ta quan sát cái đau đó, chúng ta cũng phải hiểu rằng cũng phải có thái độ chân chánh. Khi mà chúng ta quan sát cái đau, mà cái đau đang diễn ra, mà cái tâm mà chúng ta thấy khó chịu đó, thì chúng ta biết rằng phiền não đang có mặt đó. Thì trong lúc này đó, người cư sĩ chúng ta phải quan sát cái tâm khó chịu đó. Chúng ta đừng quan sát cái đau nữa, chúng ta ghi nhận cái đau, hay chúng ta ghi nhận cái sự khó chịu đó. Khi ghi nhận cái sự khó chịu đó, thì cái sự khó chịu đó trở thành đối tượng của chúng ta. Tức là Đức Phật dạy vị tỳ kheo có sân biết rõ mình đang sân đó. Cái sự khó chịu đó là tâm sân. Thì khi mà chúng ta quan sát cái sự khó chịu đó cũng bằng cái thái độ chân chánh, chúng ta nghĩ rằng đây cũng là đối tượng để mình học hỏi, mình quan sát. Thì khi chúng ta ghi nhận bằng cái thái độ chân chánh, thì cái sự khó chịu nó sẽ biến mất. Biến mất rồi đó, ở đó có thể chúng ta quan sát lại cái đau, quan sát cái đau mà đau đang diễn ra, mà tâm chúng ta cảm thấy bình yên, tĩnh lặng, thoải mái, chúng ta biết chúng ta đang phát huy chánh niệm. Phát huy chánh niệm rồi, chúng ta đang ngồi có thể có một tiếng động, chúng ta đang ngồi chúng ta thấy có một tiếng động, thì cái tiếng động sanh khởi đó, thì chúng ta cũng ghi nhận cái tiếng động đó. Thì thường phần lớn là khi mà chúng ta ghi nhận tiếng động đó, thì tâm chúng ta nó sẽ phân tích cái tiếng động là tiếng điện thoại đó. Cái người đó tại sao họ đến đây mà họ còn mở điện thoại vậy, hay là mình nghe cái tiếng xe, mình phân biệt đây là xe Honda này, đây là tiếng người nam, tiếng người nữ đó. Thì khi mà chúng ta nghe tiếng động, chúng ta ghi nhận tiếng động, nếu mà có sự phân tích về tiếng động đó, về âm thanh đó, khi đó chúng ta sẽ quan sát những cái sự suy nghĩ, cái sự phân tích đó. Thì khi mà chúng ta quan sát cái sự suy nghĩ phân tích đó, thì những cái suy nghĩ phân tích đó trở thành đối tượng để chúng ta quan sát. Nên Đức Phật mới dạy là khi bị tỳ kheo có tâm tán loạn, biết rằng tâm đang bị tán loạn, thì trong lúc đó chúng ta thấy rằng những tư tưởng suy nghĩ đó trở thành tâm quán niệm xứ, tức là những cái tư tưởng suy nghĩ là đối tượng để chúng ta học hỏi coi nó phân tích như thế nào. Và khi mà nó phân tích rồi, chúng ta thấy, chúng ta quan sát, thì tự nhiên lập tức cái phân tích nó sẽ biến mất. Và khi đó chúng ta nghe, sau này chúng ta nghe tiếng động chỉ là tiếng động thôi, cái đó chúng ta đang có chánh niệm. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng tâm là gì, tu tâm quán niệm xứ là gì. Tâm là chúng ta đang biết nè, sư đang nói chuyện cho các vị đang biết, đó là tâm. Các vị đang suy nghĩ, các vị tính toán chuyện này chuyện kia, nó thuộc về tâm. Khi người ta chửi các vị bực mình, các vị giận lên, đó thuộc về tâm đó. Hay là mình thấy cái gì đẹp mình thích, thì đó thuộc về tâm. Hay là giờ mình giàu có hơn người khác, mình xinh đẹp hơn người khác, cái mình cảm thấy mình hãnh diện, cái gì mình có được á, mình khởi lên cái sự ngã mạn, cái đó thuộc về tâm đó.
Thì niệm tâm tức là chúng ta ghi nhận những cái bản chất tâm phiền não đó. Nên tâm nó có rất là nhiều đối tượng, và khi mà chúng ta khám phá nội tâm chúng ta thấy lý thú lắm. Thì bây giờ sư sẽ đúc kết lại ngắn gọn để người cư sĩ chúng ta tu tập cơ bản trước, và sau này chúng ta đã nhìn được thấy tâm đó. Chẳng hạn như bữa nay chúng ta hành buổi sáng tới chiều, khi Phật tử có thể vô trình pháp, sư hỏi là sư biết người cư sĩ nào thấy tâm hay không. Và khi thấy được những tâm gì rồi đó, sư sẽ hướng dẫn thêm để chúng ta thấy được nhiều loại tâm và cái thái độ tu tập như thế nào, thì sư sẽ hướng dẫn thêm cho người cư sĩ chúng ta sẽ tiến lên trong cái cách mà chúng ta tu tập. Thì bây giờ sư đúc kết lại, tức là trong lúc chúng ta ngồi thiền, người cư sĩ nào chúng ta có thể hỏi thể theo dõi hơi thở rồi đó, thì chúng ta cũng tiếp tục theo dõi hơi thở. Còn người cư sĩ nào chúng ta đã từng tu tập phòng xẹp, thì chúng ta cũng có thể lấy cái sự phòng xẹp đó làm đối tượng. Nhưng mà cái cách sư chỉ đó là chúng ta đừng có quan sát một đối tượng. Là những người cư sĩ nào mà chúng ta chưa biết hành thiền đó, thì có thể là chúng ta theo dõi cảm giác. Giống như giờ chúng ta mới vô ngồi, chúng ta chưa có biết theo dõi hơi thở hay là phòng xẹp, thì có thể chúng ta theo dõi cái cảm giác của thân, cái sự xúc chạm của thân đó. Có thể cái lưng chúng ta bị mỏi hay là cái gối chúng ta bị đau, thì chúng ta theo dõi những cái ghi nhận những cái cảm giác nó cũng được. Cách đó chúng ta cũng tu tập khởi đầu cũng được. Thì đây xin nhắc lại lần nữa là chúng ta trong lúc hành thiền, chúng ta theo dõi hơi thở, chúng ta theo dõi cái đau, chúng ta theo dõi suy nghĩ, chúng ta theo dõi tiếng động, và chúng ta theo dõi cái sự khó chịu của nội tâm. Trong lúc chúng ta ngồi chúng ta cảm thấy bức xúc khó chịu đó, thì chúng ta phải nhớ thiền sinh mới thì chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta ghi nhận cỡ khoảng 5 đối tượng đó là được. Xin nhắc lại lần nữa, trong lúc ngồi thiền chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Và trong lúc có cái đau thì chúng ta ghi nhận cái đau. Trong lúc đang theo dõi hơi thở, có suy nghĩ, chúng ta đừng theo dõi hơi thở nữa, mà chúng ta phải theo dõi cái suy nghĩ đó. Và trong lúc mà chúng ta có tiếng động, chúng ta ghi nhận tiếng động đó. Và khi tâm chúng ta đánh giá thì chúng ta ghi nhận cái sự phân tích đánh giá đó, tức là chúng ta ghi nhận như đó. Và chúng ta phải nhớ rằng những đối tượng nào sanh khởi, chúng ta cũng đừng có nên quan trọng đối tượng đó quá, mà chúng ta quan sát một cách thư giãn, thoải mái, khách quan. Và chúng ta luôn luôn phải có một khái niệm trong đầu, đối tượng nào sanh lên cũng diệt đi, để lâu ngày chứ, để chúng ta thấy rằng những cái hiện tượng thân và tâm là liên tục thay đổi, không có gì thật hết. Để chúng ta hiểu được chính mình, hiểu được chính mình, để đó chúng ta mới giải tỏa được phiền não. À, bây giờ xin mời các Phật tử tỉnh Chư Tăng, tại chúng ta sẽ ngồi thiền trong vòng bây giờ 9:20 rồi, chúng ta ngồi trong 40 phút. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi một cách thư giãn. Người cư sĩ nào có thể là chúng ta ngồi kiết già được thì chúng ta kiết già, còn không chúng ta ngồi bán già, chân này để lên chân này thôi cũng được. Và có những người cư sĩ nào mà kinh chúng ta đau á, thì có thể chúng ta để chân trước chân sau gì cũng được. Còn nếu mà người nào có thể là kiết già hoặc bán già thì tốt. Còn Phật tử nào bị bệnh hay là lớn tuổi thì có thể chúng ta để chân trước chân sau vậy. Và khi mà chúng ta ngồi mà đau quá thì có thể chúng ta chịu hết nổi, chúng ta đừng có ráng gồng nha. Chúng ta có thể thay đổi cái tư thế. Và trong lúc chúng ta thay đổi thì chúng ta cũng phải biết mình đang thay đổi, tức là chúng ta theo dõi cái thân của chúng ta như thế nào.